Chào hết cả nhà ha, chúc cả nhà đón mùa xuân nhiều sức khỏe cả nhà. Hôm nay mình cũng lại tiếp tục, mình cũng vẫn được con máy này, mình sẽ review, mình chia sẻ cả nhà cùng xem. Đây, con máy này là con máy vi tính, máy lo vi tính nha. Có thẻ USB luôn đó hả, nút lớn nhỏ, bát chép rồi ha. Con gì, Enco, thương hiệu của thằng Enco nha. Có sao sao khó coi vậy. Trên cô ha. Còn lo vi tính này ha, cũng dữ lắm đây nha. Rồi mình sẽ đùa ra, mình thử con này coi nha. Nghe nói gì nó không hát cái gì đây nè, gột gạt gì đó không biết, sẽ bị gì đây, bị gì không biết. Bây giờ mình cắm nguồn nhầm test nó coi nha, vì mình sẽ coi sửa con này nha cả nhà. Lão lên nguồn nó nè, không có đèn hả? Thôi mình chưa mở điện nữa ha, hết hồn giật mình. Mở điện lên, rồi mở điện rồi nè, mở điện lên, mở chưa, chưa hả, còn tắt hả? Mở lên coi. Mình có con gì trong gì cả nhà, gồ 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 hả, gồ ghẹo ghẹt hả? Nút mà gồ ghẹo ghẹt gồ mình dặn cái nút nào có tác dụng chưa ha, bấm mày bấm cái nút chuyển hay in nè trên bay tắt, ba tắt mở, mở đèn đỏ tắt bây giờ mở rồi. Tắt nè ha, mở nè, mở mau thấy tác dụng gì chưa nha, làm lấy đi cái điện thoại cho anh thử coi nó sôi cái nhà ơi. Mình lấy điện thoại các mình dò Bluetooth thử coi nó có cái nào nó vô không ha, thử nó hát được còn hát không, nó sôi mà nó còn hát không nha, mình mới biết được không. Sau đó hát đây. Giòn không vô robot. Không có vô rồi. Từ đầu quay cho nó vô rồi. Rồi có nè. Đây qua phải không? Rồi có gì là vô rồi. Kết nối được rồi đó ha, nó vô nhưng mà nó chẳng hát, có hát mình sôi tiếng nha, sôi tiếng nghe hơi khó chịu luôn ha, nó sôi nhạc nó tắt được coi, chép luôn coi bát chẳng bát đó ha. Rồi vậy là mình mở con này ra mình khám phá đây ha. Nguồn này nha, nguồn xài nguồn biến thế thân khô mình ha. Đây nè, đây thì nó có ba con xe công sức nè, ba xe công sức nè, nếu một con lên cái bát này mà hai con kia lên cái chép kia ha, cái chép xúc kết ngoài lên. Model này S là 2880 ha, trên cô thôi mà sao đây vậy ha, mở mặt trước luôn ra, mặt trước mặt bằng Bluetooth ha. Đây mình dùng cái cảnh cái dao nhỏ nha,
Thử nhẹ đó nha. Nhẹ này nó có cái hàm cái tay. Rồi nó sẽ ra nha. Hàm ha. Đó. Dạng thôi. Đây. Bluetooth nó nè. Bluetooth không có mặt đèn ha. Ba cái phím mà. Phím tới lùi trên bay đi chung. Phím nha. Input ha. Rồi, thấy nó cũng rất gọn ha. Rồi, bây giờ mình tìm tòi mình sửa nha. Mình đang quăng nó lên bàn đó nha. Rồi bây giờ nó bị ôi ha, kêu ồi gì ha. Mình lâm bàn rồi bây giờ mình sẽ tắt cái phần đó nha. Thường thường mình nghe trong cái thường thường Bluetooth nó bị Bluetooth. Mình tắt cái phần Bluetooth ra ha. Giờ mình tắt cái phần điện thế đây. Đây cái phần điện thế của cái bo này ha. Ha, rồi, phần điện thế bo này là Bluetooth rồi ha. Với phần tín hiệu ra, vậy là rồi đó, có cái dây này dây anten ha. Rồi, không cho nó chạy coi nó còn gắm mình cắm điện vô ha. Nó còn ù ha, gắm vô là ù ha, mình tách cái phần này luôn ha, vậy là mình tách ra hoàn toàn luôn ha, mình tách ra khỏi với cái bò chỉnh bắp chép với phần Bluetooth luôn ha, vậy là nằm trong đó nha, còn là bên phần công suất không á, bo công suất rất đại ha, mình gắm nguồn để thử nè, gắm nguồn để thử ha, mình gắm điện vô là lên nghe có tiếng sâu liền vậy, vậy là mình loại trừ ha. À, mình loại trừ cái phần này rồi nha cả nhà. Mình loại trừ cái phần bo này rồi ha. Không có bị ra ha mình. Rồi, cái gì là cái mặt nạ này mình liên quan bên này nè. Đó, mình nghi ngờ cái phần này thì mình xử lý cái phần này coi. Đây nè. Phần này bị sôi ha. Bị sôi phần này nha cả nhà. Vậy nó dây nhà nó dướng nó trời, mình sẽ lấy mấy cái gắt này ra ngoài hết luôn. Đây. Gắt tín hiệu với gắt điện thế ha. Rồi đó, còn vậy là còn cái lo này đó ha. Mình xử lý cái lo này, giờ mình gắm nguồn lại ha. Sao bị liền. Cái này nó có con xe dán cái này ha, con xe phích đại. Với con điều hòa nguồn gì đây ha. Cái máy này cũng có dấu vết sửa rồi ha nha. Rút ra nó gọn luôn đi. Đây là tín hiệu lo nha. Vừa xong rồi mà chừng nào rồi nha. Để vô thử đây. Mình dặn ốc ra ngoài luôn. Ốc lấy cái bò ra ngoài cho nó dễ xử lý à. Mình sẽ kiểm tra lại ha, gắm rút ra cho nó yên tĩnh đi. Đây nè, mình coi kỹ lại rồi thì ở đây đây một nguồn mát riêng, nó nguồn dầu mát ha, ngoài cái đầu ngoài này ha, 14 con này ha, ha mát là mát riêng này ha, rồi ở đây có một mát là mát đây là đo nó không có hoạt động ha, hai nguồn mát là nguồn này nắng là 100 bon cấp lên trên, còn nắng cho 12 bon. Âm với 12 quan, âm với dương 12 quan chấp con C này là C 4558 nè ha. Con C phát đại ha. 4458. Bên đây nó có con tụ nè 4725. Ha. Mình coi kỹ lại, ở đây nó có hai chân tầm mấy con chân to để nó nắng nguồn âm dương vậy nè. Đây nè, đây cái đầu tụ dương này là 15 bon nè. Rồi nó đi qua mấy cái con to vậy đây nè, đây là 5 bon nè, mình đo trên cái đầu cuối chân xe chân số 8 nè, dược 13 bon nè, rồi chân số 4 nè, âm 13 bon ha, có nè ha,
Mình đo mát bên đây là nó không có ha, đo mát đây giờ nó thấy nó có âm quanh mấy hai quanh mấy không có định thế ha, bởi vì nó mát là mát này nè, nó cũng lầm lẫn ha. Cái nguyên lý hoạt động của nó mình nhà chưa có tham khảo coi xem kỹ nó là nó thất bại liền. Có điện thế đầy đủ hết trơn rồi mà sao mà chuẩn sôi. Giờ nó sôi vậy thì bây giờ mình gắm cái mỏ hàn. Mình tách con xe này, con xe 458 này nè, 458. 458 nó cũng dễ bị hư nghe nha. Mình sẽ tách con xe nó ra ngoài coi. Xe mát rượi, mát rượi mà vẫn bị sôi. Rồi mình búng nó ra cả ha, mình gắm nguồn lại coi. Nguồn mà đo điện thế là coi, thấy mình đo điện thế là coi ha. Giờ mình gắm cái lo vô cái coi nha. Gắm điện như rồi chạy rồi mà không gắm lo vô sao biết. Tắt điện thế ra rồi ha, mà vẫn còn sôi cả nhà ơi. Vẫn còn sôi. Giờ tắt đai con xe công suất rồi không? Đây con xe công suất ở trong này nè. Đây là ba con xe tiếp mình coi con nào ha, mình sẽ thay thử nè. Thì mình dò từ đường ra đây, đường ra lo đây, qua đây nè. Lên đây. Coi con xe nào ra. Rồi con xe này cả nhà. Con xe bè này ha, mình sẽ búng bỏ cái con xe đó ra. Búng bỏ con xe đó ra ha, mình coi xe máy mình thay xe đó ha. Xe là 2030 nha. TDA 2030. Đây, mình lột ở cửa hàng mình còn một con duy nhất kia cả nhà. 2030 đây. Mình sẽ đóng vào nha. Đây mở tràn lan vậy đó hả? Xin thêm một miếng mở đây coi. Mở tràn lan.
xin miếng mỡ đựng vô. Xe thỉnh thoảng cũng ít bị hư lắm. Mình thay con mới vô còn sao nha. Thay mới vô coi có hết bệnh không nè. Xe thì rất thông dụng các anh. Rồi, cái xe mình hàng xong rồi ha. Mình sẽ lắp vào mình test cho các bạn. Mình cắm nguồn này nha. Đó, mình cắm nguồn này nè. Mình tắm thiệu nè. Rồi, ok cái nhà quá phê luôn. Quá phê như con dê luôn. Hết liền mình liền ha. Ok như con dê liền ha, hết bệnh liền ha, ấm ấm liền ha, chạy nóng nhôm liền ấm ấm liền ha. Nè thủ phạm con này đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái con xe này vô luôn nha cả nhà. Con xe 8 chân 5 vô luôn, nó nằm ở đây. Rồi mình hàng xe vào rồi mình test lại từ đầu hết đây. Rồi mình gấp nhẹ cái nha. Gấp nhẹ vô cái coi. Gắn cái anh này vô. Rồi xong mình cắm nguồn ha. Mình thử nha. Nè đèn đỏ báo liền. Đèn đỏ báo đó ha. Thì bấm mở nguồn coi. Rồi, ok vô liền. Đâu Bluetooth này đâu rồi? Mở Bluetooth thử coi. À, nhà nhỏ lớn vậy nó hết rồi ha. Rồi sẵn cái mình phải thử cái phần hai cái lò con này coi nha. Hai cái lò chép nó này. Hai lo chép đó mình thử luôn cho hết cho đàng hoàng luôn ha. Để gì mình thử nó có gì mình xử lý luôn nha. Đây phải gáp dạo luôn buồn. Nhận lớn chép lên ngay. Thank you.
Đó, mình thử lại nè, gắn dây dây vô ra. Mình gắn cho gọn, mình test lại cho nhà xem cái này rồi ha. Rồi xong mình sẽ cắm nguồn bằng test lại, các bạn cùng xem nha. Đèn đỏ trái báo rồi, mở bluetooth nè.